Nhân xin chào cô chú chị. Video này thì Nhân giới thiệu cho cô chú chị mình một lô đất nha, với diện tích là ngang 4, dài 15, 60m2, đất vuông vức luôn nha chú chị. Cái lô này thì cái thời điểm sốt thì nó 1 tỷ 250. Thời điểm hiện tại thì bây giờ là chủ đang kêu bán 1 tỷ 130 triệu. Nói chung là chưa có thời điểm nào mà mua đất nó dễ và lại rẻ như thời điểm này. Rồi bây giờ Nhân sẽ quay trực tiếp vào lô đất để cho cô chú chị hình dung rõ vị trí nha. Nó sẽ từ cái cột mốc hiện tại đó chú chị. Mình qua tới cột mốc này là 4, sâu vào 15 là nó đụng đích với cái căn nhà này, tức là nó bằng với căn nhà hiện tại đây. 4-15. Lô đất của mình là hướng đông nha, cho nên là cô chú chị mình thuộc của mạng là đông tứ trạch là sẽ hợp luôn. Lô đất của mình thì sổ hồng riêng có sẵn rồi, mua bán là công chứng sang tên liền, không cần phải chờ đợi gì hết. Đường trước đất của mình là 6m, lòng đường thấm nhựa và vỉa hè là 2m. Khu này thì dân ở cũng khá đông luôn chú chị. Đó như mình thấy ha, rất là nhiều nhà rồi. Ở đây thì nó có nguyên một cái lốc nhà liền kề, nhà phố. Ở đây ngoài kia thì rất là nhiều nhà, toàn nhà lầu nha, rất là đẹp. Cái lô đất này thì ví dụ như một cô chú chị mình xây dựng á, là mình sẽ trừ vào 2m, giống như căn nhà này mình trừ 2m sân ha, cho nó đúng quy hoạch cái khu dân cư. Còn cái phần còn lại thì mình xây tự do, ở phía sau mình muốn trừ thì trừ, còn không trừ luôn cũng được, nó mình xây full luôn. Thì xây dựng ở đây thì mình muốn xây như thế nào xây, một trệt một lầu, trệt hai lầu hoặc là trệt ba lầu đều được hết nha, thoải mái vô tư luôn, muốn xây sao xây, nói chung xây tự do đó. Giống như cái lô mà ở đây mình nhìn thẳng, nó có một cái nhà ngoài chỗ đâm đường đó ha, thì ngoài đó nó 412 thôi. 412 thì cái đợt sốt nó cũng 1 tỷ 180 triệu, nó của mình sẽ 415. Đây là đối diện đất của mình. Bây giờ mua đất rất là sướng đúng không chị, rẻ mà được sự lựa chọn, nhiều sự lựa chọn. Ở đây là nhà phố liền kề. Lô đất mình thì cái địa chỉ là nó sẽ nằm ở khu dân cư Cát Tường Phú Sinh nhé, xã Minh Bắc của Đức Hòa, Long An. Rồi cô chú anh chị nào mình thấy cái giá cái gì quỹ trí đất thì nó ok, nó ổn thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân, kết bạn Zalo thì Nhân gửi cái sổ qua cho mình xem cái sổ trước. Còn đất thực tế thì mình sẽ liên hệ với Nhân, người Nhân sẽ hướng dẫn cái đường đi xuống cho mình. Mình xuống mình tham quan lô đất, mình thấy ok nữa thì gặp chủ ha, thương lượng giá. Rồi mình thấy ok nữa thì tiến hành tới mua bán đặt cọc. Đặt cọc thì thường mình sẽ đặt cọc khoảng tầm 50 triệu. Mình hẹn 50 bữa gì đó thì mình sẽ công chứng với chủ. Còn ví dụ mình có tiền sẵn thì mình công chứng luôn, không cần phải chờ đợi. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú anh chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau nhé. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.